chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Vinh danh những cống hiến thầm lặng của các y bác sĩ, những người xông pha trên tuyến đầu chống dịch. Triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh đưa sang Trung Quốc quy mô lớn hoạt động tại nhiều tỉnh thành. Tòa án Singapore phạt tù người vi phạm quy định cách ly y tế phòng dịch COVID-19. Thưa quý vị, năm nay là năm thứ hai ngành y tế không tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc 27 tháng 2 vì dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới đã chọn năm 2021 để phát động chiến dịch 365 ngày thầy thuốc nhằm tôn vinh những chiến sĩ áo trắng. Và trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại nước ta, có rất nhiều y bác sĩ, nhân viên y tế đã xông pha trên tuyến đầu chống dịch, thầm lặng, hy sinh và chấp nhận nguy cơ lây nhiễm. Họ đã không chùn bước để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Gần 10 năm công tác, chưa bao giờ điều dưỡng Võ Văn Hậu phải trải qua áp lực công việc như hai đợt dịch COVID-19 vừa qua tại Đà Nẵng. Lúc đầu thì ai cũng bận, thứ nhất cái dịch ai cũng sợ lo sợ, chứ không có người nào mà không lo sợ. Nhưng làm rồi, và thôi cứ suy nghĩ trước khi đi thì cũng chắc biết là ngày nào để rời khỏi phòng dịch. Thì nghĩ là khi nào bệnh nhân hết xong xuôi thì chúng ta phải rút quân được. Còn tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, khoa nhiễm D là đơn vị chủ lực trong phòng chống COVID-19. Hiện không có bệnh nhân dương tính, nhưng bác sĩ Nguyễn Thanh Phong vẫn tận tình chăm sóc những người còn đang cách ly tại khoa. Làm sao đó để góp một cái phần nhỏ của mỗi người làm trong ngành y để cho nâng cái phục vụ cho bệnh nhân tốt hơn và góp một phần nhỏ để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hình ảnh những y bác sĩ giờ không chỉ gắn liền với áo blue trắng, những bộ đồ bảo hộ đã trở nên quen thuộc. Họ âm thầm bền bỉ, từng ngày chiến đấu trên mặt trận COVID-19 và tất cả chúng ta trân trọng và tri ân điều đó. Thưa quý vị, bản tin 6 giờ sáng nay, ngày 27 tháng 2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới. Việt Nam vẫn đang có 2.426 bệnh nhân. Đến thời điểm này đã có 1.839 bệnh nhân được chữa khỏi. Chiều qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn thông tin về trường hợp dương tính COVID-19 phát hiện trên địa bàn. Đây là đối tượng vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam vào tối 23 tháng 2. Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, người mắc COVID-19, Bộ Y tế xác định là bệnh nhân 2424 là nữ, quê ở thành phố Cần Thơ, làm việc tại một casino ở Phnom Penh, Campuchia. Ngày 23 tháng 2, cô này cùng một phụ nữ khác vượt biên trái phép về Đồng Tháp, đến tối thuê khách sạn tại thị trấn Sa Rai, huyện Tân Hồng nghỉ lại. Trong đêm, lực lượng chức năng phát hiện đưa hai người này đi cách ly tập trung. Ngày 25 tháng 2, theo kết quả xét nghiệm từ viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, cô gái dương tính SARS-CoV-2, người còn lại có kết quả âm tính. Qua điều tra truy vết xác định 11 trường hợp F1, trong đó đã cách ly 9, còn 2 trường hợp đang truy tìm và khoảng 40 trường hợp F2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu xã Tân Hồng, huyện Hồng Ngự tăng cường lực lượng kiểm soát thật chặt khu vực cửa khẩu đường mòn lối mở nhằm ngăn chặn phát hiện và cách ly các trường hợp nhập cảnh trái phép. Trong khi đó, tại Hải Dương, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hơn 4.000 người đang phải cách ly tập trung. Tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp để quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. Đây là điểm cách ly tập trung ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng. Sau khi được giao cho lực lượng quân đội quản lý, điểm cách ly đã được quản lý đúng các quy trình, quy định. Chúng tôi chú trọng vào cái việc duy trì, chấp hành các cái nội quy của khu cách ly, đặc biệt là việc tổ chức cái quy định 5K của Bộ Y tế. Yêu cầu là đối với ở khu cách ly thì có hai hệ thống sổ sách phải mở. Một là phải mở một cái cuốn nhật ký theo dõi cái tình hình ở khu cách ly diễn biến hàng ngày. Mở một sổ theo dõi về y tế đối với từng người đến cách ly không nghiêm chỉnh chấp hành thì tùy theo tính chất mức độ mà phải xử lý cho nghiêm. Tỉnh Hải Dương hiện ghi nhận 648 ca bệnh, tổng số bệnh nhân đã được chữa khỏi là 232 người. Hải Dương có gần 16.000 F1, trong đó còn 4.160 người đang được cách ly tập trung. Tỉnh kiên quyết không nhận người vào cách ly ở những nơi không đủ điều kiện. Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm và sẽ bị kỷ luật nếu để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Thưa quý vị, hôm qua là rằm tháng Giêng, lễ cúng rằm lớn nhất trong năm. Do tình hình dịch bệnh, nhiều chùa đóng cửa và nhiều người đã chọn cách cúng dường online và niềm tin phát tâm sẽ được phước báo. Việc cúng dường online bằng hình thức quét mã QR đã có từ khá lâu ở nhiều nước. Tuy nhiên ở nước ta thì hình thức này còn khá mới mẻ, chỉ mới xuất hiện ở các chùa từ dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.
Rằm tháng Giêng năm nay, các Phật tử và nhiều người dân đã chọn hình thức cúng dường online. Không chỉ hạn chế việc đổi tiền lẻ, giúp minh bạch công khai tiền công đức, mà thử nghiệm này còn khiến người dân an tâm cúng lễ trong tình hình dịch bệnh COVID-19, khiến một số chùa đóng cửa. Tập trung đông người cũng như đấy thì cái việc cúng dường online sẽ thỏa mãn được cái việc đó. Cái thứ hai, tránh cái việc, cái hiện tượng mà lâu nay báo chí dư luận xã hội nói là cái việc đặt cái tiền lẻ trên tay tượng. Có tâm thì ở đâu thì mình cũng nhận được cái sự phúc báo tương ứng như thế. Theo thời đại mới, cái hình thức nó sẽ phù hợp cho từng giai đoạn và cái quan trọng hơn là bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Đơn vị triển khai mã QR để nhận cúng dường online cũng đã triển khai nhiều biện pháp bảo mật, đảm bảo an toàn cho các giao dịch. Cũng không nên thực hiện cái việc cúng dường thông qua những cái nguồn thông tin không xác minh được trên internet, và chúng ta nên vào trực tiếp trang web của chùa hoặc là Facebook chính thức của chùa, hoặc là chúng ta đến tận chùa để quét QR code. Tại Việt Nam hiện có 18 chùa đang thử nghiệm hình thức này. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nông dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đang có hàng trăm tấn bưởi đào đã đến kỳ thu hoạch nhưng chưa tiêu thụ được. Bưởi chín rụng vẫn không có người thu mua, bà con có nguy cơ mất trắng vụ này, thậm chí ảnh hưởng đến năng suất của vụ sau. Hơn 200 hecta bưởi của bà con Cẩm Mỹ vẫn chưa tiêu thụ được. Bưởi đã chín vàng nhưng thương lái không đến mua, có người còn bỏ cả tiền cọc. Công sức vật tư của bà con đầu tư suốt năm qua coi như mất trắng. Chủ yếu là nó do cái Covid ấy, xe cộ rồi tất cả các thứ là người ta mua ít ấy. Chứ còn như mọi năm là mình giải quyết ở trong năm hết. Khoảng 16 tấn các thương lái đã đặt cọc vườn bưởi nhà tôi nhưng do dịch bệnh nên không ra được. Người dân rất mong muốn chính quyền địa phương có giải pháp hỗ trợ để giảm thiểu thiệt hại cho người dân trong vụ bưởi năm nay. Trong phần an ninh trật tự, nhiều người nhập viện cấp cứu sau tai nạn liên hoàn giữa xe container và 5 xe ô tô trên đèo Bảo Lộc. Chỉ vì mâu thuẫn món nợ 5 triệu đồng, đối tượng tưới xăng đốt chị họ của mình. Một đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô lớn hoạt động tại nhiều tỉnh thành vừa bị Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá. Đối tượng Mai Minh Trung, 36 tuổi, ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội và hai nghi phạm khác đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc. Trung khai nhận tháng 4 năm 2019, khi đi làm công nhân ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và làm quen với Tính chưa rõ lai lịch. Tháng 10 năm 2020, Tính cho Trung tham gia đường dây mua bán người. Với mỗi cháu bé đưa trót lọt qua đường biên giới ở tỉnh Cao Bằng, Trung được trả công 30 triệu đồng, còn mẹ của trẻ nhận 80 triệu đồng. Vào đêm ngày 25 tháng 2, các mũi cảnh sát hình sự đồng loạt ập vào các địa điểm mà các đối tượng môi giới thuê ở, giải cứu 4 trẻ sơ sinh sắp bị bán sang Trung Quốc. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ 4 bà mẹ có hành vi bán con, trong đó có một người mẹ mang bầu tháng thứ 8. Ngoài ra còn xác định được 2 phụ nữ sắp sinh khác đã được đưa sang Trung Quốc. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Chiều tối qua, trên đèo Bảo Lộc xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe container và 5 xe ô tô. Nhiều người đã phải nhập viện cấp cứu sau tai nạn. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị tê liệt nhiều giờ, kéo dài hàng km. Một số nhân chứng cho biết vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2, xe container chưa rõ biển số và danh tính người điều khiển đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh với tốc độ cao. Khi đến địa điểm trên, xe container bất ngờ lấn qua phần đường bên trái và tông vào xe khách 16 chỗ đang lên đèo Bảo Lộc theo chiều ngược lại. Sau đó, xe container đã đẩy lùi xe khách một đoạn dài và tiếp tục tông vào một xe bán tải. Cú tông mạnh khiến chiếc xe 16 chỗ quay ngược chiều. Xe container này còn tông tiếp 2 ô tô 7 chỗ, một xe khách 24 chỗ và một xe máy rồi mới dừng lại. Tại hiện trường, 5 ô tô, một xe máy bị hư hỏng nặng. Nhiều người trên các xe bị tai nạn phải nhập viện cấp cứu, chưa rõ số người cụ thể. Lực lượng chức năng đã có mặt xử lý vụ tai nạn. Cũng vào chiều qua, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo Prem Đà Lạt lúc 17 giờ 30 phút làm một phụ nữ tử vong. Hiện trường cho thấy xe ô tô dừng nằm bị kiểm soát 63F00134 cán trúng một phụ nữ ngồi sau xe máy biển số 59K2-11596 khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Người đàn ông điều khiển xe máy bị thương, riêng cháu bé khoảng 1 tuổi đi chung xe thoát nạn. Công an thành phố Đà Lạt đã có mặt xử lý hiện trường, đồng thời tìm thân nhân để làm rõ vụ việc. Chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc liên quan đến 5 triệu đồng, Trần Văn Dũng, 23 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dùng xăng đốt chị họ của mình, làm nạn nhân bị bỏng nặng. Hiện Công an huyện Long Điền đang tạm giữ hình sự đối tượng để làm rõ vụ việc. Theo lời khai ban đầu, Dũng có vay của chị họ là Nguyễn Thị H, 31 tuổi, số tiền 10 triệu đồng. Sau đó Dũng chỉ trả 5 triệu, chị H nói Dũng có thể không cần trả 5 triệu còn lại.
Tuy nhiên đến tối ngày 25 tháng 2, khi Dũng đến nhà chơi, chị Hát cho biết đã gán nợ của Dũng sang một người quen, số nợ là 3 triệu đồng. Do bị hăm dọa nếu không trả sẽ bị đánh, nên Dũng lấy 3 triệu ra trả cho người này. Bực tức, Dũng đi mua xăng và bật lửa rồi quay lại nhà chị họ. Thấy chị Hát đang ngồi ở hiên nhà, Dũng ném bịch xăng vào người chị Hát rồi dùng bật lửa đốt. Chị Hát được hàng xóm cứu ra nhưng bị bỏng nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi vụ việc xảy ra, Trần Văn Dũng đã đến cơ quan công an đầu thú. Chiều qua, Lại Văn Võ Trường Giang, 28 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận, đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đầu thú. Giang là đối tượng đâm chết người trong một vụ xô xát xảy ra trên địa bàn vào đêm 24 tháng 2. Nạn nhân là ông Lâm Minh Sĩ, 57 tuổi, chủ quán phở tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2, anh Nguyễn Trung Hiếu chở theo bạn gái tên Nhung đến quán ông Sĩ mua đồ ăn. Sau đó, hai bên nảy sinh mâu thuẫn, ông Sĩ dùng dao chém vào tay Hiếu gây thương tích. Lúc này, Nhung gọi điện cho Nguyễn Hữu Phúc và Lại Văn Võ Trường Giang nhờ đưa anh Hiếu đi cấp cứu. Nghe tin, Giang cùng một người tên Bảy cầm theo dao đến quán ông Sĩ. Hai bên cãi vã, Giang đâm ông Sĩ một nhát vào hông. Sau đó, Giang chạy xe đến cầu Cà Ti ném dao xuống sông. Khi nghe tin ông Sĩ chết, Giang đã ra đầu thú. Hiện công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng Bảy. Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong quán cà phê Chòi nằm trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tối qua. Nạn nhân tử vong được xác định là Võ Thành Nghiêm, sinh năm 1983, ngụ Bình Dương. Vào khoảng 19 giờ ngày 26 tháng 2, nạn nhân vào quán uống cà phê. Sau đó nhân viên quán phát hiện thấy nạn nhân nằm bất động, cơ thể tím tái nên quán sợ la hét và báo cho chính quyền địa phương. Khi lực lượng có mặt thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Theo một số nhân viên, khi nạn nhân vào trong quán không có gì khác thường. Khi công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Trưa qua, một số người lưu thông trên quốc lộ 51 đoạn qua xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã ùa chạy ra làn xe ô tô để nhặt tiền rơi bất chấp nguy hiểm. Vụ việc được camera an ninh ghi lại. Khoảng 11 giờ trưa hôm qua, chị Lương Thị Thủy Tiên trên đường di chuyển bằng ô tô đã sơ ý làm rơi một túi tiền. Trong đó có 59 triệu đồng mà không biết. Ngay khi vừa rơi ra, tiền bay tung tóe khắp nơi. Một số người gần hiện trường lao ra làn xe ô tô, nhặt tiền rồi rời đi. Chị Thủy cho biết số tiền trên là tiền trả lương cho công nhân. Một xe tải đầu kéo vận chuyển gần 10 tấn thực phẩm bẩn vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện bắt giữ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển gần 10 tấn vú heo, chân heo không rõ nguồn gốc, được bọc bên ngoài bằng các thùng hải sản đông lạnh có dán tem kiểm định. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Hữu Quý đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số thực phẩm này. Tài xế khai chở thuê số hàng này từ khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Tiếp theo trong phần tin thế giới. Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Nga phải hạ cánh khẩn cấp do lỗi động cơ. Ý kiến trái chiều xung quanh ý tưởng hộ chiếu vaccine cho phép người được tiêm chủng tự do đi lại. Ngày 26 tháng 2, một máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Rossiya Airlines của Nga đã phải hạ cánh khẩn cấp tại thủ đô Moscow do lỗi động cơ. Vụ việc xảy ra chưa đầy một tuần sau khi một chiếc máy bay cùng loại thuộc hãng hàng không United Airlines của Mỹ gặp sự cố tương tự. Thông báo của hãng Rossiya Airlines cho biết sự cố xảy ra khi máy bay chở hàng đang trong hành trình từ Hồng Kông, Trung Quốc đi Madrid, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau khi phát hiện lỗi cảm biến kiểm soát động cơ, phi hành đoàn đã quyết định hạ cánh khẩn cấp. Hôm 20 tháng 2, một máy bay cùng loại của United Airlines cũng gặp sự cố động cơ tương tự, buộc Boeing phải tuyên bố ngừng hoạt động của 128 máy bay sử dụng loại động cơ này trên toàn thế giới. Cơ quan hàng không dân dụng Mỹ đã phạt Boeing tổng cộng 6,6 triệu đô la Mỹ do một loạt vi phạm liên quan đến quy định an toàn bay, trong khi Bộ Giao thông Mỹ yêu cầu phải siết chặt quy trình kiểm tra máy bay. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn lan rộng trên khắp thế giới, ý tưởng về việc sử dụng hộ chiếu vaccine cho phép người được tiêm chủng tự do đi lại đã được đưa ra nhằm mở lối thoát cho ngành du lịch và hàng không thế giới. Tuy nhiên, ý tưởng này đang gây nghi ngại khi đến nay mới chỉ có tỷ lệ nhỏ dân số thế giới được chủng ngừa.
Cho đến nay, một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu-EU và các quốc gia vùng vịnh có nền kinh tế dựa vào ngành du lịch đã thúc đẩy mạnh mẽ ý tưởng sử dụng hộ chiếu vaccine. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới hiện vẫn chưa ủng hộ ý tưởng sử dụng hộ chiếu vaccine để thúc đẩy hoạt động đi lại. Theo WHO, vẫn còn nhiều ẩn số về hiệu quả của tiêm chủng trong ngăn ngừa COVID-19, đồng thời nguồn cung cấp vaccine vẫn còn hạn chế. Nhiều nước như Pháp hay Đức đều tán thành với quan điểm trên. Tôi nghĩ hộ chiếu vaccine sẽ gây ra những vấn đề lớn về xã hội và chính trị, như phân biệt đối xử, hai tầng lớp hay đặc quyền. Vì vậy, theo tôi, các tổ chức xã hội dân sự và chính phủ cần thảo luận về những vấn đề này. Theo AFP, đến nay mới chỉ có khoảng 222 triệu mũi vaccine được tiêm trên toàn thế giới. Số người dân sinh sống ở các nước chưa triển khai chương trình tiêm chủng chiếm hơn 20% dân số thế giới. Riêng tại EU, số người được tiêm đủ 2 mũi mới chiếm hơn 2% dân số. Tòa án Singapore ngày 26 tháng 2 đã phạt tù một đối tượng người Anh do vi phạm quy định cách ly y tế phòng dịch COVID-19. Ngoài việc phải ngồi tù, người đàn ông này cũng phải nộp hơn 750 đô la Mỹ cho cùng tội danh. Theo cáo trạng, công dân người Anh Nigel Ski, 52 tuổi, đã rời phòng cách ly tại khách sạn 3 lần trong ngày 21 tháng 9 năm ngoái để gặp vợ chưa cưới. Khi đó là công dân Singapore không bị cách ly, nhưng cố ý đặt phòng ở cùng khách sạn. Đáng chú ý, cả hai đã gặp mặt mà không đeo khẩu trang, vi phạm quy định chống dịch của Singapore. Ông Ski đã bị tòa án Singapore kết án 2 tuần tù giam. Trong khi đó, vợ ông 39 tuổi bị kết án 1 tuần tù giam do tiếp tay cho hành vi phá vỡ quy định chống dịch. Luật sư của hai vợ chồng ông Ski cho biết họ không có ý định kháng cáo. Hiện Singapore đang áp dụng hình thức phạt tù và hành chính với những đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch. Chính phủ Australia đang thúc đẩy tổ chức các khóa học trực tuyến ngắn hạn cho sinh viên quốc tế. Đây được xem là nỗ lực nhằm giới thiệu nền giáo dục của Australia ra thế giới, trong bối cảnh vẫn đảm bảo quy định giãn cách xã hội để phòng tránh dịch COVID-19. Các khóa học này nằm trong khuôn khổ dự án Study with Australia nhằm tạo cơ hội cho hàng triệu người học trên thế giới được tiếp cận các khóa học ngắn hạn do các cơ sở giáo dục Australia tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Trong thời gian thử nghiệm, chỉ trong 3 tháng, dự án đã thu hút hơn 836.000 lượt đăng ký tham gia 52 khóa học trên nền tảng học tập futurelearn.com. Hiện Australia rất muốn tiếp nhận trở lại sinh viên quốc tế, nhưng việc đi lại giữa các nước bị hạn chế bởi đại dịch COVID-19. Nỗ lực trên đảm bảo sinh viên các nước vẫn có thể kết nối với những cơ sở giáo dục hàng đầu của Australia. Một nữ nhân viên y tế người Mỹ sắp sửa trở thành người trẻ nhất trong lịch sử bay vào vũ trụ trong một sứ mệnh của hãng SpaceX. Đó là Hailey Axono, 29 tuổi, điều dưỡng viên sinh sống tại Memphis, bang Tennessee của Mỹ. Từng đánh bại căn bệnh ung thư xương ở tuổi niên thiếu, cô gái này tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người khi được chọn tham gia sứ mệnh Inspiration 4 của hãng SpaceX. Tôi nhận được một cuộc gọi mời tham gia phi hành đoàn vào đầu tháng 2 và tôi đã ngay lập tức nói đồng ý. Trước khi bay, chúng tôi sẽ được đào tạo trong vòng một tháng để quen với môi trường không trọng lực cũng như các tình huống có thể xảy ra. Khác với các sứ mệnh mà SpaceX thực hiện cho NASA, nhiệm vụ này sẽ không đáp xuống trạm vũ trụ quốc tế ISS mà bay quanh trái đất trong 3 hoặc 4 ngày trước khi về lại ngoài khơi bờ biển Florida. Tỷ phú Jared Isaacman là người tài trợ và ông cũng có một suất trên chuyến đi này. Hai suất còn lại sẽ được lựa chọn kỹ lưỡng theo nhiều tiêu chí và thông báo trong thời gian tới. Chuỗi sự kiện Mobile World Congress vừa diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc, giới thiệu đến người dùng nhiều sáng kiến độc đáo mới về công nghệ. Một trong những điểm nổi bật nhất tại sự kiện này đến từ ông lớn làng công nghệ Trung Quốc Huawei. Năm nay Huawei trình làng hai công nghệ mới, một là về xe hơi, hai là công nghệ tương tác thực tế ảo, hay còn gọi là AR, thông qua điện thoại di động tích hợp 5G và AR có tên Cyberverse. Chỉ bằng cách sử dụng kính thông minh kết hợp với điện thoại di động, các bạn có thể hiểu nhiều hơn thông tin về địa điểm mà bạn đang đến, từ lịch sử, hệ thống giao thông cho đến những điều thú vị khác. Chúng tôi cam kết tạo ra một thế giới số mới cho khách hàng thông qua Cyberverse. Bên cạnh đó, Huawei còn giới thiệu hệ thống tương tác trong xe hơi có tên HiCar. Với HiCar, người dùng có thể mở cửa xe hơi hay nhiều thiết bị khác chỉ bằng một nút bấm trên điện thoại di động. Sự kiện thường niên Mobile World Congress còn là nơi kết nối các thương hiệu công nghệ nổi tiếng trên thế giới với nhau và với khách hàng. Cũng liên quan đến công nghệ, chính phủ New Zealand đang hỗ trợ một dự án mới sử dụng công nghệ drone để theo dõi và bảo vệ loài cá heo Maui. Đây là loài cá heo bản địa đang gặp nguy hiểm.
Những con cá heo Maui đang bơi lội ở khu vực đảo Bắc New Zealand. Từng chuyển động của chúng đều được những chiếc máy bay không người lái hay drone ghi lại từ trên cao. Cá heo Maui là loài cá heo hiếm nhất thế giới, ước tính chỉ còn khoảng 63 con còn sống. Chúng ta thực sự không biết chúng như thế nào ngoài thời điểm mùa hè, thế nên việc theo dấu chúng bằng drone sẽ rất có ích. Mỗi chiếc drone có thể bay liên tục trong 6 tiếng. Trên chúng có một camera có độ phóng to gấp 50 lần, thu di hình ảnh có chất lượng cực cao. Nhờ công nghệ drone, giới nghiên cứu có thể thu thập dữ liệu chi tiết về dân số, môi trường sống, hành vi của loài cá heo, cũng như nhiều loài sinh vật khác như chim biển hay cá voi. Drone cũng sẽ đảm bảo không làm phiền những con cá khi bay cách mặt nước khoảng 120 mét. Tối qua đã diễn ra lễ hội lồng đèn thường niên ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Sự kiện thường niên có tuổi đời hàng ngàn này được tổ chức để đánh dấu kết thúc của Tết âm lịch. Những chiếc lồng đèn hình thù ngộ nghĩnh thắp sáng nhiều góc đường ở thủ đô Bắc Kinh tạo ra khung cảnh vô cùng lộng lẫy. Rất nhiều người thuộc nhiều độ tuổi đổ xuống đường để chụp hình và dạo chơi, bất chấp đại dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát hoàn toàn ở đất nước này. Nhưng mọi người đều tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Lễ hội lồng đèn này còn được gọi là ngày tình nhân trong văn hóa của người Trung Quốc, vì phụ nữ Trung Hoa ngày xưa chỉ được phép ra ngoài, tự do gặp gỡ bạn bè vào đúng ngày này mà thôi. Thông tin cập nhật, hơn 300 nữ sinh tại miền Tây Bắc Nigeria đã bị bắt cóc vào ngày 26 tháng 2 sau một cuộc đột kích trong đêm. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ việc này. Theo nhà chức trách địa phương, 317 em ở trường trung học khoa học nữ sinh của chính phủ ở thị trấn Jangkebe đã bị bắt cóc. Hiện cảnh sát và quân đội đã được huy động, tiến vào các khu rừng tìm kiếm và giải cứu các em. Đây là vụ bắt cóc học sinh thứ hai trong một tuần qua và là vụ thứ ba kể từ tháng 12 năm ngoái tại khu vực vốn nhiều bất ổn này. Chưa có nhóm nào lên tiếng chịu trách nhiệm. Tuy nhiên trước đó, các nhóm vũ trang như Boko Haram và nhánh của tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS ở Tây Phi từng bắt cóc học sinh để đòi tiền chuộc cao từ chính phủ Nigeria. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều với các thông tin cập nhật trong ngày. Xin kính chào tạm biệt.